ngày đèn đỏ, chị em nên ăn gì để không bị hoa mắt, chóng mặt? Theo bác sĩ Ngô Hà, chị em phụ nữ trong những ngày đèn đỏ bị mất một lượng máu đáng kể. Vì vậy, cần bổ sung những loại thực phẩm nhiều sắt, tránh tình trạng thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt, giúp sắc thái cơ thể luôn hồng hào. Sau đây là những loại thực phẩm nên đưa vào bữa ăn trong những ngày đến tháng của các chị em. 1. Thịt bò. Trong 85mg thịt bò cung cấp 2,1mg sắt. Vì vậy, có thể nói thịt bò cũng là nguồn cung cấp chất sắt phong phú, giúp cải thiện lượng hemoglobin cho cơ thể. Hemoglobin là một thành phần quan trọng trong máu. Hemoglobin được tổng hợp trong máu nhờ chất sắt. Nếu cơ thể thiếu sắt, lượng hemoglobin cũng giảm và kéo theo đó là một loạt các triệu chứng như thiếu máu, rụng tóc, mệt mỏi và đau đầu. 2. Hải sản. Hải sản vốn dồi dào chất sắt nên thường được xếp vào danh sách những thực phẩm có ích trong việc điều trị bệnh thiếu máu. Trong các loại hải sản, hàu có thể cung cấp 30% chất sắt cơ thể cần chỉ trong 85g. Bên cạnh đó, thịt hàu còn rất giàu axit amin, giúp chúng lại mệt mỏi và tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên, người tỳ vị yếu, khó tiêu, bị tiêu chảy, người bị đau dạ dày, viêm ruột không nên ăn quá nhiều, không ăn hàu sống. Tốt nhất là nên nấu chín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. 3. Cà rốt. Nhờ hàm lượng beta carotin phong phú mà cà rốt được biết đến như một thực phẩm đem lại lợi ích tuyệt vời. Beta carotin không chỉ có tác dụng bổ mắt mà còn là một chất dinh dưỡng đặc biệt rất có công hiệu trong việc bổ máu. Cà rốt có nhiều chất bổ khác như các vitamin A, B, C, D, E, axit folic, kali và sợi pectin, giúp hạ cholesterol máu. Những nguyên tố như canxi, đồng, sắt, magie, manga, phospho, lưu huỳnh có trong cà rốt đều ở dạng dễ hấp thu vào cơ thể hơn bất kỳ thuốc bổ nào. 4. Các loại rau. Sắt dạng không he me có nhiều trong rau. Có thể kể ra đây những loại rau có màu xanh thẫm như rau ngót, rau dền đỏ, cải song, súp lơ, cần ta, cần tây, rau bí, rau đay, rau muống. Đặc biệt là rau dền đỏ luôn là những thứ ưu tiên hàng đầu có tác dụng bổ máu. Rau diếp chứa các vi lượng nguyên tố kém và sắt nhất định. Chất sắt trong rau diếp dễ được cơ thể hấp thụ, do đó ăn thường xuyên có thể phòng ngừa chứng thiếu máu do thiếu sắt. 5. Các loại hạt. Các loại hạt rất giàu chất béo tự nhiên và có chứa sắt. Các loại như đậu, lạc, vừng đứng đầu trong danh sách các hạt giàu chất sắt.